đại chiến tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tề tựu những huấn luyện viên đầy kinh nghiệm, những cầu thủ chất lượng trong một nhà thi đấu cuồng nhiệt. Tất cả sẽ có trong trận đấu giữa Heat và City Wings tại nhà thi đấu Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 9. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. City Wings bản lĩnh vươn cao.